I have nothing to do right now, so I decided to make this video. Hi, đồ mọi người thôi. Thực ra là câu vừa nãy là mình lấy cảm hứng từ một trong những vlogger rất là thích ở trên YouTube, đó là anh Dylan Frostcott. Chết rồi, mình quên tên. Cái anh mà người Hàn Quốc nhưng mà từ nhỏ đã sống ở Mỹ. Cái anh ấy. Mọi người có thể tham khảo và xem qua kênh của anh không? Và cho những ai thắc mắc là cái khoảng thời gian từ lúc mà mình thi xong trung học phổ thông quốc gia cho tới thời điểm hiện tại, tức là hơn 3 tháng rưỡi một chút, thì mình đã làm những cái gì? Cơ bản là mình cũng làm này làm kia nè. Nhưng mà mình nghĩ cái việc lớn nhất mình làm là mình đã nhập học vào trường Đại học Swinburne Việt Nam. Mình thì chưa được học luôn chuyên ngành bởi vì thiếu một vài điều kiện về tiếng Anh. Nhưng mà mình có học một cái chương trình gọi là Global Citizen, được cung cấp bởi Little Australia. Tức là sinh viên nào học ở Swinburne Việt Nam ấy cũng đều phải tham gia cái chương trình này cả. Khi đầu vào người ta sẽ có một bài test và chia theo kiểu chia theo mức độ học ấy, phân loại lớp, sau đó là bao giờ hoàn thành hết 6 level thì ok, coi như là hoàn thành xong Global Citizen. Nhưng mà đó là điều kiện bắt buộc đối với mỗi sinh viên ở Swinburne Việt Nam. Còn nếu mà ai đang tò mò là mình học như thế nào thì mình sẽ cho mọi người xem một cái clip mà mình từng làm và up là trên TikTok để cho mọi người có thể có cái nhìn tổng quan nhất nhá. Về khả năng rap của tôi thì có thể lên đó và nghe lại. Mình nhớ là đến tuần cuối, tức là hôm tuần trước là trước khi kết thúc một level thì cái tuần cuối cùng, tức là tuần thứ 7 của bọn mình có một cái bài khá là ý nghĩa, đó chính là cùng nhau hát We Are The World. Tại vì mình cũng chưa xin phép mấy đứa bạn trong nhóm của mình, nên là mình cũng không thể cho mọi người nghe luôn ở đây được. Nhưng nói chung là mình thấy mình hát cũng hay, mình rap cũng hay. Và đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam. Thực ra là mình cũng hơi tiếc một chút bởi vì bên đó đang cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm quý giá. Thứ nhất là mình được học tập và làm việc với các thầy cô, đúng là những người bản xứ luôn. Và các thầy cô cho mình không chỉ về kiến thức về ngôn ngữ này mà còn về những cái kỹ năng để trở thành một công dân toàn cầu, đúng như là tên gọi trong chương trình vậy. Và thứ hai là mình được học cùng với các bạn rất là xuất sắc, được học cùng với những người giỏi như vậy, nên là mình cảm thấy là mình cần phải cố gắng rất là nhiều. Mỗi lần các bạn phát biểu, trời, mình ngưỡng mộ kinh khủng luôn. Không thể không nhắc tới là việc mình được có cơ hội làm việc cùng với 5 người bạn của mình ở trong Team 3, Heatway 3, K3, hay là bọn mình còn có tên gọi khác là Triple 3. Mình cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn rất là nhiều. Bởi vì đó là một cái trải nghiệm, một cái kỷ niệm rất là đẹp đẽ trong cái khoảng thanh xuân của mình. Ít nhất là nó sẽ tạo cho mình một cái tiền đề sinh viên của mình. Và cái khoảng thời gian sắp tới thì như chia sẻ, mình cũng đã có một vài dự định, và ít nhất là quay vlog như thế này cũng là một trong số đó. Và đó là một chút chia sẻ của mình cho chiếc video ngày hôm nay. Mọi người không thể hiểu được đâu, bởi vì mình phải cố gắng rất là nhiều mới có thể đến được cái khúc này. Kiểu mọi người tưởng tượng kiểu ngồi nói một mình xong cứ nhìn vào cái điện thoại như thế này, xong là kiểu tự kỷ với mọi người. Và hy vọng sẽ được gặp lại